Cựu Tổng thống Pháp viếng thăm Do Thái, tin từ Jerusalem. Ngày hôm nay, cựu Tổng thống Pháp, ông Nicolas Sarkozy, đã gặp Tổng thống Do Thái, ông Shimon Peres, thảo luận về viễn ảnh hòa bình Trung Đông, trong lúc Ngoại trưởng Hoa Kỳ đang có mặt trong vùng để tiếp tục làm nhiệm vụ trung gian, đưa Do Thái và Palestine quay trở lại bàn đàm phán. Tổng thống Peres đã bày tỏ sự lạc quan, nói rằng hai bên đã có hiệp ước Oslo đồng ý giải pháp hai quốc gia. Những sự khác biệt có thể giải quyết được, mặc dù khó khăn. Cựu Tổng thống Sarkozy nói rằng Do Thái đã có kinh nghiệm chờ đợi rất lâu trong lịch sử để thành lập quốc gia, nên người Do Thái sẽ là những người hiểu được nhiều nhất sự mong muốn của người Palestine. Cựu Tổng thống Sarkozy tới Do Thái theo lời mời của trường Đại học Netanyahu và nhà trường đã trao tặng bằng tiến sĩ danh dự cho vị cựu Tổng thống Pháp trong ngày hôm qua.